Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đo đạc đất liên quan đến vi phạm dự án nhà máy sản xuất cấu kết bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Theo đó vào ngày 29 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng tổ chức triển khai đo đạc phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại khu vực Cồn Xanh, thuộc địa bàn xã Nghĩa Hải quản lý. Để chủ động nắm tình hình, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án huy động lực lượng phương tiện đảm bảo tốt an ninh trật tự. Ngay từ sáng sớm, hơn 700 cán bộ chiến sĩ đã có mặt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền, vận động người dân đang nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực cồn xanh, chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và sớm hoàn thành công tác đo đạc. Đến trưa ngày 29 tháng 7, việc đo đạc đợt 1 đã hoàn thành trước thời hạn kế hoạch đề ra. Khu vực Cồn Xanh là khu bãi bồi rộng hơn 800 hecta nằm ven biển huyện Nghĩa Hưng, thuộc diện đất công. Những năm qua, khu vực này được chính quyền địa phương cho nhiều hộ dân thuê để nuôi trồng thủy sản. Hiện chính quyền tỉnh Nam Định đang triển khai việc thu hồi 431 hecta đất tại khu vực Cồn Xanh để bàn giao cho Tập đoàn Xuân Thiện triển khai tổ hợp dự án sản xuất thép xanh, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng trên địa bàn các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nam Điền bến cảng chuyên dùng phục vụ cụm nhà máy thép và clinker của tập đoàn Xuân Thiện tại bãi biển Nghĩa Hưng. Tuy nhiên, hiện nay đang bị chậm tiến độ do vướng mắc ở khâu thu hồi giải phóng mặt bằng. Theo ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, diện tích đất thu hồi là 5% được giao cho cấp huyện quản lý khi thu hồi sẽ không đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ dân cho biết Bà con được thuê đất để nuôi trồng thủy sản, bỏ công sức, tiền bạc thời gian để cải tạo mới có được hiện trạng như ngày hôm nay. Do đó, người dân yêu cầu doanh nghiệp sử dụng đất phải có phương án đền bù, hỗ trợ và bồi thường tài sản trên đất cho người dân. Tiếp nhận kiến nghị của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã 5 lần về đối thoại với đại diện các hộ dân khu vực Cồn Xanh ông cho biết sẵn sàng đối thoại với người dân đến cùng liên quan đến phương án đền bù hỗ trợ và bồi thường tài sản trên đất cho người dân công ty cổ phần xuân thiện nam định vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh nam định và ủy ban nhân dân huyện nghĩa hưng về kế hoạch hỗ trợ các hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực dự án thép tại cồn xanh của tập đoàn xuân thiện tại huyện nghĩa hưng theo đó công ty cổ phần xuân thiện nam định đại diện các công ty thành viên trong tập đoàn xuân thiện có kế hoạch hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản bàn giao mặt bằng cho các dự án tại huyện nghĩa hưng với các phương án cụ thể công ty hỗ trợ bà con di chuyển vật dụng, con nuôi, tròi lán ra khỏi khu vực. Các dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định chấp thuận chủ trương đầu tư. Mức hỗ trợ 70 triệu đồng một hecta. Diện tích được nhận hỗ trợ do Ủy ban Nhân dân huyện Ngữ Hưng, Ủy ban Nhân dân các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành và công ty phối hợp kiểm đếm, xây dựng phương án. Trường hợp có một số phần diện tích nằm ngoài dự án không có nhu cầu sử dụng, công ty hỗ trợ chọn thửa 100% diện tích theo mức trên để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Đối với các hộ đã chuyển hẳn ra đầm sinh sống, công ty hỗ trợ kinh phí để các hộ dân xây dựng nhà ở nơi khác với mức hỗ trợ 100 triệu đồng một căn nhà. Số lượng hộ dân được nhận hỗ trợ do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, Ủy ban nhân dân các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành và công ty phối hợp kiểm đếm xây dựng phương án. Đối với những người trong độ tuổi lao động, công ty nhận người trong độ tuổi lao động vào công ty làm việc, tùy theo trình độ chuyên môn và năng lực sẽ bố trí công việc phù hợp những lao động phổ thông sẽ được bố trí các công việc như cấp dưỡng bảo vệ tạp vụ nhân viên vệ sinh đối với những người đã hết tuổi lao động căn cứ vào tình hình sức khỏe cụ thể công ty có thể vẫn tuyển dụng làm lao động phổ thông những trường hợp cụ thể không đủ sức khỏe công ty sẽ có kế hoạch chế độ hỗ trợ an sinh cụ thể tổ hợp ba dự án thép xanh của tập đoàn xuân thiện tại cồn xanh có tổng mức đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh nam định từ trước đến nay được kỳ vọng sẽ tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội lớn cho tỉnh nam định Thời gian qua, công tác thu hồi đất khu vực này có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền và lực lượng chức năng mong muốn người dân khu vực Cồn Xanh tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác thu hồi đất để sớm triển khai các dự án trên địa bàn vì sự phát triển chung của tỉnh Nam Định. Vào chiều ngày 29 tháng 7, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bao gồm Trần Văn An sinh năm 1982, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thắng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành. Phạm Ngọc Quyến sinh năm 1956, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành. Đào Văn Vân sinh năm 1957, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành. Tất cả các bị can đều chưa có tiền án tiền sự, cùng trú tại xã Nghĩa Thành. Theo cơ quan công an, từ năm 2011 đến năm 2023, các bị can đã làm trái công vụ, thực hiện ủy quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng, quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh. Trong quá trình công tác, ông Trần Văn An, từ khi là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách lĩnh vực đất đai, môi trường, tài chính, đến khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành đã ký 80 hợp đồng thuộc trường hợp chỉ định thầu. 5 hợp đồng thuộc trường hợp áp giá sản nuôi thực nghiệm, 8 hợp đồng thuộc trường hợp hạ hạng đất, áp giá sản chỉ định thầu, ký 11 hợp đồng thuê đất với người được chuyển nhượng quyền thuê đất trái với quy định của pháp luật. Ông Phạm Ngọc Quyến là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành từ năm 2010 đến năm 2015 đã ký 106 hợp đồng thuộc trường hợp chỉ định thầu, 6 hợp đồng thuộc trường hợp áp giá sản nuôi thực nghiệm, ký 9 hợp đồng thuê đất với người được chuyển nhượng quyền thuê đất trái với quy định của pháp luật. Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Đào Văn Vân, là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành, đã trực tiếp soạn hợp đồng và ký 6 hợp đồng cho thuê đất thuộc trường hợp chỉ định thầu, một hợp đồng thuê đất thuộc trường hợp hạ hạng đất, áp giá sản chỉ định thầu trái quy định của pháp luật. Được biết khu vực Cồn Xanh có diện tích khoảng 800 ha, nhiều năm trước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư hệ thống thủy lợi cùng hệ thống bờ vùng bờ thửa. Sau đó, địa phương cho 400 hộ dân đấu thầu thuê khoảng 425 hecta đầm để canh tác nuôi thủy sản. Đến năm 2014, sau nhiều năm nuôi trồng thủy sản, hàng trăm hộ đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Giai đoạn này, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản theo quy mô trang trại, gia trại, tập trung phát triển vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, vào năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã thông qua quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch này. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khuyến khích tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến thủy sản, ưu tiên bố trí mặt bằng cho việc xây dựng cơ sở kinh doanh, thu mua, sơ chế và chế biến ở các địa phương có lợi thế nguồn nguyên liệu như huyện Nghĩa Hưng. Đến tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành các quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực Cồn Xanh như nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện của công ty cổ phần Xuân Thiện Nam Định, nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng của công ty cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ra thông báo thu hồi giải phóng mặt bằng để phục vụ việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng. Theo hồ sơ, chính quyền tỉnh Nam Định xác định, từ năm 2022, tất cả các hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực nên không được bồi thường. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã 3 lần tổ chức đối thoại với người dân canh tác đầm tại khu vực Cồn Xanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức đối thoại 5 lần nhưng vẫn chưa đưa ra được sự thống nhất vì người dân yêu cầu số tiền hỗ trợ cao hơn mức đền bù. Mới đây, Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu, môi trường – Vừa khởi tố một loạt cán bộ xã Minh Thuận, huyện Vũ Bản về những vi phạm liên quan đến đất đai. Theo kết quả điều tra, từ năm 2003 đến năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Minh Thuận đã giao đất thu tiền, đổi đất, đấu thầu thanh lý tài sản gắn liền với việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 130 hộ dân trái thẩm quyền, thu hơn 12,4 tỷ đồng để ngoài sổ sách đây là hành vi vi phạm đất đai rất phức tạp, thời gian diễn ra dài, qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, tài sản thiệt hại rất lớn, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Sau thời gian dài điều tra, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Minh Thuận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội, lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Quang Thanh, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Thuận, Trần Xuân Nậm, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trần Văn Căn, kế toán ngân sách xã và Lê Cảnh Tiêu, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Đình Dũng, nguyên bí thư Đảng ủy xã, Trần Văn Long, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trần Văn Đăng, nguyên thủ quỹ Ủy ban nhân dân xã, Nguyễn Thanh Nghị, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Vũ Thế Giới, nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, khởi tố bổ sung bị can Trần Xuân Đậm, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an cũng khởi tố vụ án hình sự giả mạo trong công tác, khởi tố bị can Nguyễn Quang Vũ, nguyên thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã về tội giả mạo trong công tác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và những người có liên quan, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngày 21 tháng 5 năm 2024. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt thêm 3 bị can. Như vậy tính đến nay, công an đã khởi tố 26 đối tượng liên quan đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1979, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Cao Xuân Hiệp, sinh năm 1984, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Theo cơ quan công an, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ. Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 23 đối tượng liên quan đến hành vi đưa nhận hối lộ. Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng năm 2020-2022, do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các dự án, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có nhiều biến động lợi dụng nhu cầu của người dân làm các thủ tục liên quan đến đất đai một số đối tượng đã câu kết với những cán bộ làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai phòng tài nguyên và môi trường địa chính phường tri cục thuế đứng ra làm trung gian nhận khoán hồ sơ giấy tờ đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân các đối tượng móc nối và đưa tiền cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai do các đối tượng đã quen biết từ trước để làm thủ tục hồ sơ tùy theo mối quan hệ vị trí vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau người dân không gửi tiền chi phí sẽ bị gây khó khăn phiền hà kéo dài thời gian thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ của các đối tượng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại